yếu tố mà U23 Thái Lan chưa thể hiện thật tốt ở kỳ SEA Games lần này. Trong trận bán kết với Indonesia thì họ đã vướng vào những tình huống tranh chấp không đáng có. Một pha cắt bóng thành công, Kiến Long. Pha cắt bóng trước đó của Phan Tuấn Tài là rất hay. Vắng Lê Văn Xuân là một sự mất mát không hề nhỏ. Nhưng trong một trận đấu mà mọi thứ cần phải diễn ra nhanh như thế này thì sự lựa chọn Phan Tuấn Tài cũng là một sự lựa chọn chất lượng cho U23 Việt Nam. Và ngay lập tức thì Oliver Pangser đã chia sẻ với các trợ lý của mình với những diễn biến ở 7 phút đã qua của trận chung kết. Người sẽ truyền đạt những chỉ đạo của huấn luyện viên Park Hang-seo là huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Đức Cảnh. Đây là Ben Davis, một trong những cầu thủ rất nổi bật của U23 Thái Lan tại giải lần này. Và đây là điều mà chúng ta luôn nói về bóng đá Thái Lan và ở cả giải lần này nữa. Đó là một cú đá từ xa của Chayapat. Hai cầu thủ mà huấn luyện viên Park Hang-seo ấn tượng ở U23 Thái Lan đó là Wirathep số 18 và Chayapat số 19. Đó cũng là những người chơi hay nhất khi U23 Thái Lan vượt qua U23 Indonesia. Khán đài sân Mỹ Đình ngày hôm nay cũng thật là sôi động. Và mỗi khi mà các cổ động viên của U23 Thái Lan đánh trống thì ngay lập tức các cổ động viên của chúng ta đã có những tràng cổ vũ liên tục và thật hào hứng. U23 Thái Lan đang chủ động làm chậm trận đấu. Đội bóng này tương đối đáng sợ với những tình huống phối hợp đập nhả ở tiết tấu chậm, sau đó bất ngờ đẩy nhanh tiết tấu. Họ tương đối tự tin với một mẫu tiền đạo có khả năng hoạt động độc lập tốt là Patrick Gustafsson. Đó là đường truyền của Wirathep, cầu thủ đã ghi bàn duy nhất trong trận bán kết vào lưới của U23 Indonesia. Kawin. Hai đội đều đang tung vào sân những cầu thủ trên 23 tuổi của mình. Và đó đều là những người rất quan trọng của cả hai bên. Kawin, Wirathep, Urachis bên phía Thái Lan. Và bên phía chúng ta, Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Ở tuyến giữa thì các cầu thủ chúng ta đang chịu khó tranh chấp. Chúng ta thấy được pha tranh chấp của Huỳnh Công Đến. Pha bóng vừa rồi cũng là một điểm cộng của Văn Tùng khi anh lui về để hỗ trợ phòng ngự và hỗ trợ cho tuyến giữa. Hợp lý Hoàng Đức. Một cuộc chiến thực sự ở khu vực giữa sân. Những gì diễn ra cho thấy đây xứng đáng là một trận chung kết của hai đội bóng hay nhất giải. Các cầu thủ áo vàng cũng đang dần lấy lại được thế trận. Họ cho thấy trình độ tổ chức trận đấu cũng như là kỹ thuật cá nhân rất tốt của mình. Ifan Dolo đã có lỗi của U23 Việt Nam với Ben Davis. Ben Davis, Patrick Gustafsson và Jonathan Khemri. Những cầu thủ mang hai dòng máu và hiện nay đang chơi bóng tại châu Âu là những nhân tố cực kỳ nổi bật của U23 Thái Lan tại giải lần này. Ben Davis đang chơi cho Old Force United ở giải bóng của Anh và đã từng đá cho những đội trẻ của Singapore, nhưng sau đó thì quyết định khoác áo các đội U23 và quốc gia Thái Lan. Một tình huống mà chúng ta sẽ phải hết sức tập trung bởi khả năng sút phạt rất khó chịu của Urachit. Nguy hiểm, quả đá phạt góc cho U23 Thái Lan.
Vừa rồi thì Văn Tùng đã tham gia hỗ trợ phòng ngự. Cú đá phạt có thể nói là bóng đi xoáy và gây ra rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ chúng ta trong việc ngăn chặn. Pha bóc bóng chính xác của Văn Toản. Trong một trận đấu căng thẳng như thế này thì các thủ môn đôi khi rất cần những tình huống đơn giản như vậy để có được cảm giác. Ông Alexandre Polking luôn xuất hiện trong những trận đấu với chiếc áo màu đen. Fandolo. Với một lối chơi chậm rãi thì đội tuyển Thái Lan đang dần lấy lại được thế trận. Và bây giờ họ đang chơi với khả năng mạnh nhất của mình, đó là khả năng kiểm soát bóng. Thái Lan ở SEA Games 31 lần này là một tập thể rất đồng đều. Không có một cầu thủ ngôi sao nào thật sự nổi bật giống như vai trò của Chanathip ở đội tuyển quốc gia. Nhưng họ vẫn cho thấy những nét đáng sợ của một đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Đó là chất lượng của từng cầu thủ, từng vị trí, lối chơi đồng đội, khả năng sút xa và đặc biệt là việc chơi hay hơn qua từng trận đấu. Hoàng Đức. Chạy Pipat. Bóng chạm vào gót của Patrick Gustafsson. Thái Lan sẽ rất mạnh trong những tình huống đánh trung lộ. Sau đó các tiền vệ của họ rất tự tin để thực hiện những cú chọc khe cho các tiền đạo thoát xuống. Đúng như dự đoán về cuộc chơi này, cuộc chiến ở tuyến giữa đang thực sự căng thẳng. Quả ném biên dành cho U23 Việt Nam. Ngay cả Hùng Dũng và Hoàng Đức cũng thường xuyên phải tham gia vào những tình huống tranh chấp. Rõ ràng khu vực giữa sân sẽ là chìa khóa để giải quyết cuộc so tài ngày hôm nay. Trong tất cả những trận đấu quan trọng thì ông Manu Polking không thay đổi 5 tiền vệ ở khu vực giữa sân trong sơ đồ 4-2-3-1. Có lẽ đó cũng một phần lý do mà Huỳnh Công Đến được lựa chọn để có thể chia lửa tốt hơn trong một ngày mà chúng ta sẽ phải đá khác những trận đấu trước khi mà mọi đối thủ đều cố thủ. Còn ngày hôm nay sẽ là một Thái Lan tích cực tổ chức tấn công. Pha xử lý tốt của Vũ Tiến Long. Ifandolo. Chính xác. Một tình huống bản lĩnh của Lê Văn Đồ, người cũng chơi hay hơn qua từng trận đấu tại SEA Games 31. Tiến Linh luôn là như vậy, tham gia rất nhiều vào lối chơi đồng đội. Hai bàn thắng của Tiến Linh ở SEA Games 2019 là cực kỳ quan trọng để giúp cho chúng ta hòa trước Thái Lan và cùng với đó cũng loại luôn đội bóng này. Tiến Linh đã ghi bàn 5 phút sau khi Thái Lan dẫn trước chúng ta 2 bàn. Và khi trận đấu bước sang phút 72, Tiến Linh lại là người thực hiện quả penalty thành công để ấn định tỷ số hòa 2-2. Hợp lý, Văn Tùng. Trận đầu tiên tại SEA Games chúng ta gặp một đối thủ có khả năng kiểm soát. Cơ hội dành cho U23 Việt Nam. Lỗi của Đỗ Hùng Dũng. Các tiền vệ của Thái Lan đang cố gắng tạo ra một hệ thống phòng ngự từ xa và không cho những tiền đạo của chúng ta có cơ hội được tiếp cận gần với khu vực 16m50. Còn chúng ta thì cũng sẵn sàng cho những tình huống tranh chấp quyết liệt, thậm chí sẵn sàng có những tình huống phạm lỗi vừa đủ ở bên phần sân của đối phương hoặc ở xa khung thành của Văn Toản. Khả năng tranh chấp rất tốt của Pania, cầu thủ mang áo số 7 này cũng rất lợi hại bên phía U23 Thái Lan.
Chính xác. Hùng Dũng. Rất hay. Tiến Long. Vẫn là Tiến Long. Đây là một trận đấu lớn và các cầu thủ trẻ chắc chắn là không khỏi có những áp lực và sự hồi hộp. Hy vọng rằng những áp lực đó cũng sẽ một phần trở thành động lực để giúp cho U23 Việt Nam thành công trong trận đấu này. Vũ Tiến Long. Ngày hôm nay thì các cổ động viên ở mọi lứa tuổi đã đội mưa đến sân Mỹ Đình. Và tất cả đã đến sân từ rất sớm để dành trọn cả ngày chủ nhật hôm nay cho đội tuyển U23 Việt Nam, cho thể thao Việt Nam. Một cuộc chiến thực sự của huấn luyện viên Park Hang-seo và ông Manu Ponting. Đợt lên bóng của chúng ta, Tiến Linh. Cú đẩy bóng hơi dài của Lê Văn Đô. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nhường lại việc dẫn dắt đội tuyển U23 cho huấn luyện viên Gong Ho-kyun, huấn luyện viên đồng hương người Hàn Quốc. Còn huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tập trung cho nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Đây là Chonapat Buphan. U23 Thái Lan cho thấy sức ép, nhưng bây giờ vẫn là thời điểm mà chúng ta vẫn đang kiểm soát bóng. Hùng Dũng, đường truyền vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hàng phòng U23 Thái Lan. Văn Tùng, Văn Tùng. Chứng vẫn là U23 Việt Nam. Rất hay. Phan Tuấn Tài. Đánh đá. Bóng đúng vào vị trí của Cao Win. Trong những trận gần đây, chất lượng những cú tạt bóng của Phan Tuấn Tài là tốt hơn rất nhiều rồi. Và chúng ta còn nhớ không, chính Phan Tuấn Tài là người đã tạt bóng để bảo toàn đánh đầu giúp chúng ta đánh bại U23 Thái Lan trong trận đấu ở giải U23 Đông Nam Á. Bàn thắng duy nhất đó đã giúp U23 Việt Nam đăng quang tại Campuchia. Một trận đấu rất căng thẳng và đòi hỏi những tình huống xử lý bước 1 phải thật tốt, tránh những sai số và những tình huống để mất bóng ở giữa sân. Nakin. Việt Anh. Đối thủ có một tiền đạo có chiều cao tốt là Gustafsson. Nhưng ở giải lần này thì cả Việt Anh lẫn Thanh Bình đều đảm bảo an toàn khi thực hiện những tình huống tranh chấp bóng bổng. Patrick Gustafsson cao 1m87, Bùi Hoàng Việt Anh cao 1m86 và Thanh Bình cao 1m80. Chonapat đường truyền sang bên phía cánh phải dành cho Naikin Wisechat. Hai trung vệ của U23 Thái Lan cũng có chiều cao rất lý tưởng. Chonapat cao tới 1m95 và Jonathan Khemli cao 1m91. Tuy nhiên trong tình huống mới đây thì Tiến Linh vẫn tìm được khoảng trống để thực hiện một pha đánh đầu sau cú tạt bóng của Phan Tuấn Tài. Trận đấu đang diễn ra với một chất lượng cao. Cả hai đội đều rất tôn trọng đối thủ của mình. Chayapipat.
Từ đầu trận đến giờ thì cả Tiến Linh lẫn Văn Tùng đều có xu hướng lui sâu về và tham gia tranh chấp khi đối thủ có bóng ở khu vực giữa sân. Trước một đối phương chơi với sơ đồ chiến thuật là 4-2-3-1 với 5 tiền vệ mà ai cũng kỹ thuật cả, thì những sự hỗ trợ như vậy là rất cần thiết đối với các tiền vệ chúng ta trong việc ngăn chặn đối phương có thể triển khai tấn công. Xác định đấu với Thái Lan thì đây là một cuộc chiến, cho nên tất cả đều sẽ phải cùng lùi và cùng tiến. Phản công, Hùng Dũng, Tiến Linh, Tiến Linh, sút bóng. Một quyết định bất ngờ từ phía Tiến Linh khi anh thực hiện cú đá thẳng về phía khung thành của Cao Win. Tại đây, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Tiến Linh đã từng tạo ra một siêu phẩm vào lưới của UAE ở vòng loại thứ 2 World Cup. Đường truyền của Chaya Pipat, Nakin, Ben Davis. Thái Lan rất tự tin với khả năng kiểm soát bóng của mình, và khi đó thì khả năng hoạt động rộng, tranh chấp cũng như là thoát pressing của các cầu thủ tiền vệ U23 Việt Nam sẽ càng quan trọng hơn. Các vị trí trên sân của U23 Thái Lan đều đang chạy không bóng khá nhiều. Lúc này thì đội bóng của chúng ta đang có một đội hình lùi sâu. Hợp lý, đó là pha giải nguy kịp thời và đúng lúc của Thanh Bình. Có cảm giác như trong khá nhiều thời điểm thì Guirathep được đá giãn sang để thế vị trí của Ifan, và khi đó thì Ifan đá như một tiền vệ biên. Đánh đâu? Bóng đã được phá lên. Và pha bóng trước đó là của Thanh Bình. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói về việc các cầu thủ phải liên tục bỏng lót cho nhau. Diễn biến trên sân cho thấy điều đó là hoàn toàn chính xác, khi mà U23 Thái Lan có một trình độ tổ chức thế trận rất đáng kể. Những gì diễn ra đến lúc này cho thấy U23 Việt Nam của chúng ta và Thái Lan xứng đáng góp mặt trong trận đấu tranh huy chương vàng. Pha xử lý tốt. Đường chuyền dài lên phía trên. Áp lực được Hùng Dũng tạo ra. Tiếc là trọng tài đã thổi phạt với đội trưởng của chúng ta. Khem đi, Chayapat, người luôn đá thấp nhất trong số các tiền vệ của U23 Thái Lan. Đá thấp nhất nhưng lại là cầu thủ tham gia nhiều nhất cho đến lúc này vào những tình huống tấn công của U23 Thái Lan. Ben Davis được ông Manu Polking xây dựng vị trí và giao vai trò giống như Chanathip Songkrasin ở đội tuyển quốc gia. Bọc lót cho nhau hay, Vũ Tiến Long. Văn Tùng đã bị thổi phạt, đã bị phạm lỗi. Tình huống phạm lỗi của Jonathan Khemdi. Đó là tình huống mà Văn Tùng đã che chắn hợp lý trong sự áp sát của trung vệ bên phía U23 Thái Lan. Đối phương đang chơi áp sát. Trong những phút vừa rồi thì bóng luân chuyển bên phía chúng ta thường là những tình huống đưa bóng dài từ phía dưới lên dành cho Văn Tùng hay Tiến Linh để có thể băng tốc.
một trận đấu quá quan trọng và cả hai bên đều chơi một thứ bóng đá thận trọng. Liên tiếp tục là một đường bóng dài. Liverpool chọn giải pháp an toàn. Đúng là Thái Lan đang tạo ra bất ngờ khi tập trung nhiều bóng vào vị trí số 6 Iphone. Một tình huống cố định trong thời điểm mà U23 Việt Nam gặp phải sức ép. Một trận đấu căng như dây đàn, hai bên chọn lối đá an toàn. Và chúng ta sẽ chờ đợi nhiều vào những tình huống cố định như thế này. Những bàn thắng từ những tình huống cố định đã đến từ cú đánh đầu của Hồ Thanh Minh và đặc biệt là từ cú đánh đầu của Tiến Linh trong trận đấu với Malaysia. Và khi mà Đỗ Hồng Dũng là người thiên quả đá phạt thì hy vọng có bàn thắng lại tăng hơn rất nhiều. Đánh đầu! Caguin đã băng ra, vẫn là các cầu thủ chúng ta. Đó là Huỳnh Công Đến. Bây giờ khi thi đấu với bất kỳ đối thủ nào, cho dù đó là đội tuyển quốc gia Nhật Bản, thì những tình huống cố định lại là một thời điểm mà người hâm mộ Việt Nam có quyền hy vọng. Thanh Bình đã ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Nhật Bản tại vòng loại World Cup. Và ở trong pha bóng vừa rồi thì tình huống cố định lại được chúng ta dàn xếp một cách hợp lý để tạo ra nguy cơ đối với khung thành của Caguin. Những áp lực từ phía Thanh Bình, từ phía Bùi Hoàng Việt Anh, từ phía Tiến Linh là không thể xem thường với một đội bóng như là U23 Thái Lan vốn rất hiểu các cầu thủ chúng ta. Phút 30 của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Quý vị và các bạn, ngoài việc có thể theo dõi trên kênh VTV6, cũng có thể theo dõi trên các nền tảng như VTV Go và kênh YouTube VTV Thể Thao. Nguyễn Văn Tùng đợt lên bóng của chúng ta. Khá nhiều những tình huống mà Tiến Linh chấp nhận chơi dạt biên hoặc đá thấp để tạo khoảng trống cho các đồng đội. Và chúng ta sẽ được thêm một lần nữa chờ đợi và hy vọng từ quả đá phạt góc này. Chúng ta đã mở tỷ số trong trận chung kết SEA Games 3 năm về trước cũng từ một tình huống cố định, cũng từ một quả đá phạt của Hùng Dũng, và người đã đánh đầu là Đoàn Văn Hậu. Hùng Dũng đá phạt góc. Lê Văn Đô. Những quả tạt mà Hùng Dũng mang đến cho đồng đội đều rất chất lượng và chính xác. Huỳnh Công Đến. Hoàng Đức. Những quả đá phạt góc trong ít phút vừa rồi của Hùng Dũng là cách mà đội tuyển Việt Nam hy vọng sẽ giải tỏa được áp lực mà đối thủ đang tạo ra. Đang có rất nhiều những đường bóng dài từ U23 Thái Lan dành cho cầu thủ ở tuyến trên. Lê Văn Đô đang xuất hiện ở bên phía cánh trái. Và lúc này thì Vũ Tiến Long đang chám vào vị trí của Lê Văn Đô bên phía cánh phải. Cũng có thể vì Huy Phang Sơ đánh giá vào khả năng tấn công của bên phía cánh trái của U23 Thái Lan với sự xuất hiện thường xuyên của Iphan Dolo ở đội tuyển quốc gia
Thái Lan thì cũng có một cầu thủ có tên tương đối giống cầu thủ mặc áo số 6 này, đó là Elias Dola. Những cú phát bóng của Văn Toản cũng là những tình huống mà chúng ta tạo ra được áp lực với khung thành của đối thủ tại SEA Games lần này. Văn Đô đã trở lại cánh phải. Bóng lót cho nhau kịp thời. Tình huống xử lý tốt của Tuấn Tài. Rất tốt. Ben Davis. U23 Thái Lan đang tận dụng nhiều khả năng đi bóng lắt léo của Davis. Văn Tùng. Không có nhiều khoảng trống dành cho các mũi nhọn của hai bên trong một trận chung kết như thế này. Và trong một cuộc đấu như thế này thì huấn luyện viên Hoàng Sơ đang tin tưởng nhiều vào sức trẻ của Văn Tùng. Vũ Tiến Long vẫn đang đá ở bên phía cánh phải và lúc này thì Phan Tuấn Tài sẽ chơi thấp hơn. Nói chung là các vị trí của chúng ta đều có lối chơi đa dạng, chơi được nhiều vị trí cho nên huấn luyện viên Park Hang-seo tương đối linh hoạt trong việc chỉ đạo các cầu thủ có thể thường xuyên chám vào nhiều những khoảng trống khác nhau. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói rằng U23 Thái Lan là một đội bóng hoàn hảo tại giải lần này và các học trò của ông đang chơi bóng và thể hiện rõ điều đó khi cho thấy sự tôn trọng đối thủ và thi đấu với một sự tập trung rất cao độ. Văn Tùng đã được đá chính ở trận đấu tiên và trong trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nam tại SEA Games thì anh tiếp tục được tin tưởng. Trận này thành bại tại tuyến giữa. Một cuộc chiến rất căng giữa hai bên. Đây là Chonapat Buphan. Bóng vẫn luôn hướng đến vị trí của Ben Davis. Người vừa chuyền bóng là Warachit. Cách đá của Thái Lan luôn là để Ben Davis hút những cầu thủ đối phương. Những người còn lại sẽ chạy chiến thuật và lấp đầy vào những khoảng trống để nhận bóng từ phía Ben Davis. John Napat. Jonathan Khamdi. U23 Thái Lan đã vượt qua những phút đầu bối rối và nhiều sức ép bằng một lối chơi chậm rãi và khả năng kiểm soát bóng của mình. Khả năng giữ bóng rất tốt của Benjamin Davis. Thực sự là rất khó chịu nhưng Thanh Bình quá hay. Thanh Bình quá hay trong tình huống này. Như đoán được ý đồ của đối thủ và một tình huống che chắn để Văn Toản kịp thời băng ra và hóa giải. Một pha bóng hay trong tấn công và xuất sắc trong phòng ngự. Đó cũng là tình huống mà các cầu thủ chúng ta đã gọi nhau và thể hiện sự ăn ý để ngăn chặn Ben Davis. Ben Davis đã từng khoác áo những đội U16 và U19 Singapore. Anh đã từng băn khoăn giữa việc chọn khoác áo đội tuyển nào và sau đó anh quyết định chọn khoác áo đội tuyển Thái Lan. Cầu thủ này có bố là người Anh và mẹ là người Thái Lan.
pha xử lý của Gustafsson. Lấy bóng thành công. Lê Văn Đô. Lúc này thì Thái Lan đang kiểm soát tốt khu vực giữa sân. Đúng là Wirathep đang đá thấp hơn so với Ifan. Hợp lý. Tiến Linh. Khả năng bao sân của cầu thủ áo vàng cũng là rất tốt. Hơn thế nữa thì U23 Việt Nam đang thi đấu với một đội hình thấp, và do vậy mà vừa rồi Tiến Linh đã phải xoay sở để nhìn đồng đội và nghĩ đến một đường chuyền. Hoàng Đức, Quang ơi! Đó vẫn là U23 Việt Nam. Đó là một tình huống mà Uracit thậm chí đã chấp nhận kéo áo đối với Hoàng Đức. Phan Tuấn Tài. Huỳnh Công đến. Tiến Linh. Trời rất thấp. Đây là Vũ Tiến Long. Chuyền hơi non của Hoàng Đức nhưng đồng đội vẫn kịp đón quả bóng đó và giải nguy. Đợt lên bóng của chúng ta. Hùng Dũng. Vẫn là Hùng Dũng. Tự tin hơn. Hùng Dũng. Nỗ lực tuyệt vời của Hùng Dũng để đưa quả bóng vào trong. Ở những mét cuối cùng thì Hùng Dũng đã có phần bị đuối sức. Nhưng đó thực sự là một pha bóng đáng xem. Khi mà một cầu thủ của chúng ta mạnh dạn đột phá. Đây là lần đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay mà một cầu thủ chúng ta làm như vậy, và nó đã tạo ra bất ngờ với hệ thống phòng ngự của U23 Thái Lan. Lê Văn Đô. Có lẽ là Hùng Dũng muốn hướng quả bóng tới vị trí của Tiến Linh. Trong đội hình của chúng ta đang có 4 nhà vô địch SEA Games, thủ môn Văn Toản và 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Hùng Dũng. Pha xử lý tốt của Bùi Hoàng Việt Anh trước đó. Tiến Linh vẫn đang có xu hướng chơi thấp để nhận bóng. Tiến Linh. Đường chuyền là của Huỳnh Công đến. Tiến Hùng Dũng. Cú ra chân ngay. Đó là những tình huống mà chúng ta đang có đông người ở bên phía phần sân của đội tuyển U23 Thái Lan. Và mỗi khi chúng ta có đủ người như vậy thì hàng phòng ngự của U23 Thái Lan có lẽ đã gặp phải lúng túng. Đây cũng chính là điểm mà U23 Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác từ phía đối thủ. Và có vẻ như đội bóng của chúng ta đang muốn chọn những thời điểm đầu và cuối của mỗi hiệp để bung sức. Trong trận đấu với U23 Indonesia thì cũng đã có nhiều thời điểm U23 Thái Lan chật vật đối phó khi thể hiện dấu hiệu xuống sức. Pha xử lý vừa rồi là một trong những điểm mạnh của Phan Tuấn Tài. Trước sự vây giáp của đối thủ thì Tuấn Tài luôn biết cách để đá quả bóng vào chân đối phương. Pha xử lý của Huỳnh Công đến. Phút thứ 41 của trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Tỷ số tại sân Mỹ Đình lúc này là 0-0. Thực tế dù U23 Thái Lan đang nắm quyền kiểm soát thế trận, nhưng chúng ta vẫn chưa cho họ một cơ hội nào thuận lợi để dứt điểm về phía khung thành của Văn Toản.
Hàng phòng ngự của chúng ta vẫn đang chơi ổn định, nhưng bây giờ sẽ là một tình huống mà chúng ta phải đối phó với Ben Davis. Đó là cú sút xa quen thuộc nhưng Levando đã ngăn chặn. Chaya Pipak, đường truyền của Goracic rất tốt, pha xử lý của Phan Tuấn Tài. Nhìn chung cho đến thời điểm này thì hai biên của đội tuyển U23 Việt Nam đang chơi ổn định. Các cầu thủ mũi nhọn của U23 Thái Lan tấn công liên tục vào những vị trí biên của chúng ta, nhưng sự bóng lót của Bùi Hoàng Việt Anh và Thanh Bình dành cho Phan Tuấn Tài ở bên phía cánh trái và Lê Văn Đồ ở bên phía cánh phải đang cho thấy được hiệu quả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phải hết sức thận trọng và tập trung ở tình huống này khi U23 Thái Lan được hưởng quả đá phạt góc. Đội bạn có một tiền đạo có chiều cao tốt là Gustafsson và hai trung vệ đều cao trên 1m9. Wirathep là người đá phạt rất khó chịu, quả phát bóng lên, pha chạm bóng của Jonathan Khemdi. Khemdi không có một vị trí thuận lợi để dứt điểm. Cho đến thời điểm này thì hàng phòng ngự của U23 Việt Nam vẫn đang đứng vững. Và các đội bóng của chúng ta dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Park Hang-seo đều luôn xây dựng nền tảng sức mạnh của mình từ sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, và đó đã bệ phóng cho những thành công nhiều năm qua của bóng đá Việt Nam. Một lần nữa thì hàng phòng ngự của chúng ta đã bọc lót kịp thời, và đó là pha xử lý hiệu quả của Tiến Long. Cách chơi của trung vệ Thanh Bình, người đá giữa ở trung tâm hàng phòng ngự của chúng ta đến lúc này là rất chủ động. Thiên hướng của Thanh Bình là có thể lao lên và nhiều lúc xuất hiện như là một tiền vệ phòng ngự. Khi đó thì Bùi Hoàng Việt Anh và Tiến Long sẽ bó vào trong để sẵn sàng bọc lót cho trung vệ Mao số 4. Thế trận lúc này tương đối cân bằng về tỷ lệ kiểm soát bóng. Chỉ có một sự nhỉnh hơn đáng kể, đó là sự sôi động của các cổ động viên ở trên khán đài, khi mà các cổ động viên chúng ta đang tạo ra bầu không khí tuyệt vời. Văn Tùng, Văn Tùng đã đóng góp khá nhiều vào lối chơi chung. Lê Văn Đô, Tiến Linh, Lê Văn Đô, Lê Văn Đô, Lê Văn Đô. Huỳnh Công đến. Vẫn là Huỳnh Công đến. Đến trao quả bóng cho một người có khả năng tạt tốt là Phan Tuấn Tài, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phối hợp. Thực sự là rất tiếc cho tình huống xâm nhập trước đó của Lê Văn Đô. Quả căng ngang chính xác hơn nữa thôi là Văn Tùng đã có cơ hội rồi. Đó là một lần hiếm hoi mà cầu thủ mang áo số 7 của chúng ta dâng cao. Và khoảnh khắc đó cũng đã gây bất ngờ cho hàng thủ của U23 Thái Lan. Vẫn có những giây phút mất tập trung và lơi lỏng nơi hàng phòng ngự của đội bóng áo vàng. Cắt bóng tốt, phản công. Đây là Bùi Hoàng Việt Anh chăng? Một vị trí đứng khá bất ngờ của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Không thể tham gia vào pha bóng đó vì đã việt vị mất rồi, đó là Gustafsson. Huấn luyện viên Sơ cũng đã ngay lập tức phải có những chấn chỉnh. Khi mà Bùi Hoàng Việt Anh vừa rồi đã đứng ở một vị trí quá cao so với thường lệ thì điều đó có nghĩa là hàng thủ chúng ta thiếu người và những kết cấu vững chắc có thể sẽ bị phá vỡ. Hiệp 1 tại sân Mỹ Đình có tỷ số hòa không đều. Trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31 diễn ra với một chất lượng rất cao và với những cầu thủ trình độ nhất tại giải lần này. Hai đội đã cống hiến một bữa tiệc về mặt chiến thuật. Không có nhiều cơ hội được tạo ra,
Nhưng tất cả những gì mà chúng ta vừa được chứng kiến hứa hẹn sẽ là một hiệp hai đầy sôi động và còn khó đoán ở phía trước nữa. Quý vị thân mến, sau đây chúng ta sẽ tạm nghỉ để cùng hướng đến hiệp hai của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Xin mời quý vị cùng trở lại với sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để chuẩn bị theo dõi hiệp 2 và tiếp tục cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay với U23 Thái Lan. Vâng, chúng ta vẫn đang cháy sáng một niềm tin. Một niềm tin về chức vô địch, dù thực sự đối thủ ngày hôm nay U23 Thái Lan là một đối thủ đáng gờm. Có vẻ như ở đầu hiệp 2 này thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thực hiện thay đổi nhân sự. Nhâm Mạnh Dũng sẽ góp mặt để thay thế cho Nguyễn Văn Tùng. Đó là sự thay đổi đầu tiên của U23 Việt Nam. Tại SEA Games 31 thì huấn luyện viên Park Hang-seo thường đưa ra những quyết định thay đổi cầu thủ ở đầu hiệp 2. Và cho đến thời điểm này thì tất cả những quyết định như vậy đều thể hiện hiệu quả. Bên phía U23 Thái Lan thì Patrick Gustafsson cũng ra nghỉ và thay cho anh là số 8 Korawich. Hai bên đã đều có những tính toán với điều kiện thời tiết. Nhưng khi mà hai bên đá trong một trận chiến mà tính chất của nó thực sự là căng thẳng ở khu vực giữa sân, và không thể quá khi nói rằng hai đội đá hiệp một cứ như chơi cờ vậy, thì rõ ràng ông Manu Polking bắt đầu hướng tới một mẫu tiền đạo có thiên hướng phối hợp hơn thay vì hoạt động độc lập như là Patrick Gustafsson, và đó là tiền đạo số 8 Tasa. Hiệp 2 đã bắt đầu và trong hiệp đấu này thì đội tuyển của chúng ta bảo vệ khung thành ở phía bên tay phải màn hình của quý vị. Huấn luyện viên Park Hang-seo đúng là không quá khi đánh giá rất cao U23 Thái Lan. Và ở trận này thì ông đang xây dựng cho U23 Thái Lan Việt Nam một cách chơi lùi sâu, thận trọng và đảm bảo sự an toàn. Bên cạnh đó là chờ thời cơ trong những tình huống phản công nhanh. Lỗi của Tiến Linh. Hai đội kết thúc hiệp 1 với thế trận về cơ bản là cân bằng. Và bước vào đầu hiệp 2 cũng mỗi bên thực hiện một sự thay đổi người. Đó đều là sự thay đổi ở vị trí tiền vệ, ở vị trí tiền đạo. Và những người vào sân đều là những cầu người có mẫu đá phối hợp nhiều hơn với các đồng đội, thay vì là những tiền đạo hoạt động theo kiểu độc lập. U23 Thái Lan đã tấn công nhiều bên phía cánh trái ở trong hiệp đấu đầu tiên với sự cơ động của Afan Dolo. Và chúng ta vừa thấy một quả phát bóng lên chính xác của Văn Toàn. Ở trong trận đấu đầu tiên của mình tại giải năm nay thì Nhâm Mạnh Dũng cũng vào sân để thay cho Văn Tùng. Và anh trở thành một phát hiện đối với U23 Việt Nam trong trận đấu đó khi thực hiện đường truyền để Tiến Linh lập công. Hoàng Đức xoay sở rất hay. Bùi Hoàng Việt Anh. Ekanit Pania cũng đã có 3 bàn tại giải lần này. Anh lập cú hat-trick vào lưới của U23 Singapore trong chiến thắng 5-0 của U23 Thái Lan trước U23 Singapore ở bảng B. Đây là trận đấu mà Pania có thiên hướng bó vào trong nhiều hơn và nhường phần dâng cao ở bên phía cánh trái cho số 6 Dolo. Chúng ta đã khởi đầu hiệp 1, đã tranh thủ những phút đầu tiên ở đầu trận đấu để tạo ra những áp lực không hề nhỏ về phía khung thành đối phương. Và đây là những phút đầu của hiệp đấu thứ 2. Tuấn Tài qua người. Tất cả những đường bóng từ bên phía cánh trái của Tuấn Tài vào bên trong đều là những quả tạt. Đó đều là những quả tán bổng. Và bên trong dành cho hai tiền đạo Văn Tùng và Tiến Linh ở hiệp 1. Nếu Lê Văn Xuân có thể thi đấu thì Lê Văn Xuân có thiên hướng xâm nhập vòng cấm nhiều hơn. Nhưng thực tế là nếu đá trận này thì Lê Văn Xuân cũng sẽ có rất ít cơ hội. Ben Davis.
nguy hiểm. Có bóng! Thực sự là người hâm mộ có lẽ là đã đứng tim trong tình huống mắc sai sót vừa rồi. Uracic với một tình huống vô lê có phần vội vàng đã đưa quả bóng đi lên trời trong một khoảnh khắc mà tất cả chúng ta đã quên mất cầu thủ áo số 10, khi mà nhịp xử lý trước đó của Phan Tuấn Tài là một tình huống bật cao đánh đầu không trung bóng, quá nguy hiểm. Chắc chắn khoảnh khắc mà Uracic sút bóng là khoảnh khắc mà tất cả chúng ta đều thở hắt ra. U23 Thái Lan vẫn đang có xu hướng trên giãn biên để kéo giãn hệ thống phòng thủ của U23 Việt Nam. Người đã tạt bóng chất lượng trong tình huống dứt điểm của Uracic là Dolo. Bóng ở trong tay của Văn Quảng. Hùng Dũng, một cuộc chiến thực sự vất vả ở tuyến giữa của chúng ta. Ekanit Pania, lúc này thì U23 Việt Nam vẫn đang tuân thủ rất chặt chẽ đấu pha của ban huấn luyện. Chúng ta vẫn đang chơi phòng thủ với số đông và thể hiện sự tập trung. Đây là lúc mà đội tuyển U23 Việt Nam sẽ phải kiên trì để có thể trước mắt là phòng thủ tốt và sau đó là chờ thời cơ. Không vào. Cú đá của Uracic. Cú đá thứ hai trong vòng ít phút của số 10 bên phía U23 Thái Lan. Trong tình huống vừa rồi thì Văn Toản cũng đã kiểm soát được tình hình. Anh rất chủ động trong tình huống bay người của mình. Nhưng đó quả thực là một pha sút xa lợi hại của Uracic. Và bắt đầu chúng ta phải nghĩ tới việc bịt lại những khoảng trống trước khu vực 16m50. Chaya Pipat vừa có một pha xử lý tự tin. Nakin. Lấy bóng thành công. Đó là pha xử lý tốt của Nhâm Mạnh Dũng. Đó là những tình huống mà chúng ta hoàn toàn có thể khởi đầu cho một pha lấy bóng nhanh và trừng phạt sai lầm của đối thủ. Hoàng Đức. Hoàng Đức bị phạm lỗi. Trước đó thì trọng tài đã có ý định cho chúng ta hưởng lợi thế. Đó là một tình huống mà U23 Việt Nam đã triển khai tấn công khá nhanh và có đến 4 cầu thủ áo đỏ đã băng lên cùng với Hoàng Đức. Đội tuyển Việt Nam đang kiên trì trong cách chơi phòng ngự và chúng ta cũng chờ đợi những cơ hội như vậy. Theo chúng tôi là rất hợp lý với một đối thủ đẳng cấp như là U23 Thái Lan. Đi chuyển nhanh. Nhiệt vị mất rồi. Tất cả những pha bóng tấn công của U23 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay đều được thực hiện nhanh, ít chạm. U23 Việt Nam vẫn đang chấp nhận để đối thủ kiểm soát khu vực rất sát. Quá hay, một động tác làm trao đảo đối phương của Hoàng Đức. Những pha xử lý như vậy của Hoàng Đức sẽ giúp cho các cầu thủ chúng ta thêm sự tự tin để tăng thêm hiệu quả trong những cuộc chiến ở tuyến giữa vốn rất cam go đến lúc này. Tiến Linh. Đây là một cách thức phòng ngự chủ động của đội tuyển U23 Việt Nam. Đó là một hệ thống mà những người chơi cao nhất trong đội hình
thường xuyên lui về để hỗ trợ phòng ngự. Và các vị trí đều ý thức rất rõ được vai trò của mình. U23 Thái Lan được hưởng một quả đá phạt góc. Đương nhiên là những trung vệ cao to của họ đều đã có mặt trong khu vực cấm địa của chúng ta. Pha giải nguy của Bùi Hoàng Việt Anh. Phan Tuấn Tài. Ở trong hiệp đấu này thì các cầu thủ chúng ta đang phong tỏa nhiều hơn đối với Ben Davis. Hoàng Đức. Thêm lần nữa thì các cầu thủ áo đỏ đã cắt bóng thành công. Tuấn Tài. Nhưng Mạnh Dũng đang di chuyển. Áp sát đi. Vẫn việt vị. Đúng là đội tuyển U23 Việt Nam đang chủ trương chơi thủ chắc và chờ thời cơ đưa bóng lên thật nhanh và không cần quá nhiều những đường chuyền để có thể giúp cho Tiến Linh hay là Nhâm Mạnh Dũng ngay lập tức có bóng. Tình huống ngân thoát pressing vừa rồi là tương đối hay với một pha bóng chủ động nhả lại cho trung vệ của Hùng Dũng, và chúng ta phát triển bóng ở bên phía cánh trái với điểm đến của đường chuyền là Nhâm Mạnh Dũng, người sẽ hoạt động cao hơn so với Tiến Linh. Lúc này thì có lẽ những nguồn năng lượng từ bốn khán đài là rất quan trọng với đội bóng của chúng ta. Ben Davis đã bị ngăn chặn, không phải chỉ bởi một người mà từ hai cầu thủ U23 Việt Nam trở lên. Và va chạm giữa Nhâm Mạnh Dũng và Ben Davis. U23 Việt Nam đang muốn cắt đứt sự liên lạc giữa Ben Davis với các cầu thủ phía trên. Nhâm Mạnh Dũng tiếp tục là một đường chuyền ngắn. Vẫn là đội chúng ta. Hồng Lý. Lepato. Pha bóng lên như một cơn lốc ở bên phía cánh phải. Đó là Hùng Dũng chăng hay là Huỳnh Công Đến? Đó là Huỳnh Công Đến. Chúng ta trông chờ những thời cơ như vậy. Đó là khi mà chúng ta gây bất ngờ cho hàng phòng ngự đối phương. Nhâm Mạnh Dũng. Sút sút. Đó vẫn là một cú đá chưa đủ độ hiểm hóc và lực sút để có thể vượt qua được Cawin. Và dù bóng đã chạm vào chân một cầu thủ đối phương thì Cawin vẫn kiểm soát được tình hình. Thêm một tình huống có bóng nữa của Tuấn Tài bên phía cánh trái. Tuấn Tài. Bóng hơi dài. Cứ mỗi khi mà các thủ chúng ta thực hiện một tình huống mạnh dạn đột phá thì lập tức khoảng trống đã được mở ra. Pha chân chấp hợp lệ của Jonathan Kemdi. Một tình huống mà trung vệ số 4 đã soạn trúng bóng trước khi có một tình huống va chạm với Phan Tuấn Tài. Hy vọng là lối chơi này của chúng ta sẽ khiến đối thủ bị nôn nóng trong việc tìm kiếm bàn thắng.
Được chuyển bóng tốt. Vẫn hơi sâu khi mà Calvin đã kịp băng ra rồi. Người xâm nhập để đón đường chuyền của Hùng Dũng là Tiến Linh. Đây là cuộc chiến giữa đội bóng qua hàng công mạnh nhất U23 Thái Lan. Đội bước vào trận chung kết này với thành tích 13 bàn thắng và đội qua hàng phòng ngự chắc chắn nhất. U23 Việt Nam của chúng ta chưa nhận bàn thua nào. Ben Davis. Đường chuyền của Vidathep. Khá nguy hiểm. Nguy hiểm quá. Bóng đã vắt ngang qua khung thành của Văn Toàn. Người vừa băng vào đó là Ekanit Pania. Không biết U23 Thái Lan có bị nôn nóng hay không, nhưng họ vẫn chơi theo một cách tương đối quen thuộc. Đó là những người có khả năng giữ bóng tốt như Ben Davis sẽ cố gắng hút các hậu vệ của chúng ta và sau đó mở ra những khoảng trống cho những cầu thủ khác di chuyển. Và thực sự là Ekanit ở tình huống này đã có đầy đủ khoảng trống. Đó chỉ là một tình huống mà nhịp băng vào của Ekanit chưa khớp mà thôi. Tiến Linh. Sự áp sát của Tiến Linh mang về cho chúng ta quả đánh biên. Lê Văn Đô. Tỷ số trên sân Mỹ Đình đang là 0-0 và trận đấu đã trôi qua 60 phút. Ben Davis, một người chơi hai chân như một. Có vẻ như những phân tích của chính báo chí Thái Lan nói về vị trí của Polo là một điểm yếu ở bên phía cánh trái đang được Mano Polking khắc phục khi kéo Wirathep đá vị trí này. Sự tranh chấp của Hùng Dũng, các cầu thủ chúng ta luôn phải như vậy, tiến cùng tiến và lui cùng lui để hỗ trợ cho nhau trong một trận đấu mà đối phương đang cho thấy khả năng kiểm soát bóng rất hay đến thời điểm hiện tại. Lúc này thì Vidathep đã là người giữ nhịp cho U23 Thái Lan. Lê Văn Đô. Tiến Linh. Người đang có bóng là Naikin Wisechak, hậu vệ cánh phải của U23 Thái Lan. Vidathep. Áp lực đang lớn hơn đối với Lê Văn Đô bên phía hành lang cánh phải. Hoàng Đức. Hoàng Đức. Lỗi rồi. Trước đó người đã giải nguy có lẽ là Nguyễn Thanh Bình. Pha cắt bóng trước đó để đưa quả bóng tới vị trí của Hoàng Đức của Thanh Bình là rất hay. Ngoại trừ trận đấu với Philippines thì sau khi chúng ta không ghi bàn được trong hiệp 1, sau đó chúng ta đều đã ghi bàn được trước các đối thủ của mình ở những hiệp đấu sau. Trong đó có bàn thắng ở hiệp phụ khi đối đầu với Malaysia.
Ở trong hiệp đấu này thì thời gian kiểm soát bóng của U23 Thái Lan đang nhỉnh hơn đáng kể nếu như chúng ta so sánh với những chỉ số của hiệp 1. Có một phần vì ông Phôn Kinh đã tung cầu thủ áo số 8 Ta Sa vào sân. Và cũng bởi đây là lối chơi mà U23 Việt Nam đã lựa chọn nhất quán từ đầu trận đến giờ. Không vào. Có một quả đá phạt góc dành cho U23 Thái Lan. Cú đá của Polo. Ivan Dolo đã xâm nhập đầy táo bạo. Bóng chạm vào đầu của Bùi Hoàng Việt Anh. Bây giờ thì U23 Việt Nam sẽ có sự thay đổi ở tuyến giữa. Huỳnh Công Đến ra nghỉ và thay cho anh là Lý Công Hoàng Anh. Đây là phút thứ 65. Và không biết thì sự thay đổi cầu thủ này có mở ra một thế trận khác sau khi những tính toán của ban huấn luyện đã được thực thi đầy đủ ở quãng thời gian trước đó hay không. Lý Công Anh so với Huỳnh Công Đến có thứ chơi tấn công tốt hơn, có tốc độ tốt hơn và khả năng lắt léo trong những quả đột phá. Nhịp điệu trong cách chơi với các đồng đội của Lý Công Hoàng Anh cũng tốt hơn. Giá trị của Công Đến là phá sức đối phương bởi lối chơi có nền tảng thể lực dồi dào và không ngại va chạm. Nhưng bây giờ đã là phút 66 rồi. Và khi đối phương kiểm soát bóng hay trong những phút vừa rồi, chúng ta cũng cần một đối trọng từ Lý Công Hoàng Anh. Chúng ta sẽ chờ xem những diễn biến ở trong những phút sắp tới. Và đó là dấu ấn đầu tiên của Lý Công Hoàng Anh. Đó là đường chuyền hay của Lý Công Hoàng Anh sau khi vào sân. Nhưng Mạnh Dũng, Cam Đi vẫn chơi tỉnh táo. Tính đột phá sẽ cao hơn với sự có mặt của Lý Công Hoàng Anh. Hoàng Đức cực kỳ kỹ thuật. Chính xác. Tiến lên. Qua được thêm một cầu thủ nữa của U23 Thái Lan. Đang đợi Levando nhưng cũng có thêm nhiều giải pháp khác và đường truyền dành cho Lý Công Hoàng Anh. Hoàng Anh. Có thể là những đợt tấn công của U23 Việt Nam sẽ đến nhiều hơn ở trong những phút sắp tới. Sau khi chúng ta đã thu mình, nhường thế trận dành cho đối thủ. Na Kim. Lại là Thanh Bình. Quyền ném biên cho chúng ta. Khi mà ngay cả một cầu thủ đá biên như Nakin Wisechat cũng sẵn sàng xâm nhập trong tình huống vừa rồi thì thực sự trong tay Phôn Kinh đang có tương đối nhiều những cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng hay. Một trận chiến thực sự giữa hai đội bóng mạnh nhất tại SEA Games lần này. U23 Thái Lan miệt mài tấn công. Họ đã dành rất nhiều sức để có thể hướng đến việc có bàn thắng sớm và từ đó triển khai một thế trận với khả năng kiểm soát bóng. Bây giờ là đường truyền sang bên phía cánh phải dành cho Levando. Levando. Tiến lên. Hùng Dũng. Gần như không có kẽ hở. Chưa có cơ hội dứt điểm dành cho đội bóng của chúng ta. Vừa rồi thì Hùng Dũng đã buộc phải phạm lỗi với cầu thủ đối phương để ngăn chặn một pha lên bóng nhanh của số 7 Ekanit Pania. U23
Wirathep lại ra sang bên phía cánh phải rồi. Tiến Long. Dolo. Nguy hiểm. Và phối hợp tốt giữa Bùi Hoàng Việt Anh và Văn Toàn. Phút thứ 70 của trận đấu. Hồng Dũng. Quá hay. Cơ hội dành cho đội bạn Việt Nam. Đường chuyền cho Tiến Long. Đó là pha chuyền bóng vào bóng ngoài chân trái của Nhâm Mạnh Dũng. Chúng tôi đã nói về sự thay thế dành cho Lý Công Hoàng Anh. Và bây giờ thì có vẻ như là sự thay đổi đó đã mang đến một thông điệp rõ ràng là đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tấn công nhiều hơn. Nhưng tình huống lắc người và di chuyển vừa rồi của Nhâm Mạnh Dũng thực sự là đáng khen ngợi. Số 17 của chúng ta có lẽ đã làm tốt nhất có thể trong tình huống vừa rồi rồi. Quả đá vào góc cho U23 Việt Nam. Trong một thế trận căng như dây đàn như thế này thì tỷ số vào góc cũng đang là đều nhau. Và chúng ta cũng rất kỳ vọng vào quả đá phạt góc này của Hoàng Đức. Có thể đây là thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá rằng thể lực của đội tuyển U23 Thái Lan đã có phần đi xuống sau khi họ chạy liên tục để dàn xếp tấn công. Và do vậy đây là thời điểm mà chúng ta có thể dâng cao đội hình nhiều hơn và sẵn sàng chơi áp đặt đối với họ. Chính xác. Phạt tấn tài. Sút đích. Cú đá là của số 12 và đó là một điều bất ngờ. Tiến Linh. Tốc độ được đẩy cao hơn trong những tình huống cầu bóng của U23 Việt Nam. Và quả bóng rất hay cho Lê Văn Đồ nhưng nó còn hơi mạnh một chút. Đúng là chúng ta đang đẩy cao đội hình hơn, chơi mạo hiểm hơn rồi. Sự xuất hiện liên tục của Lê Văn Đô bên phía cánh phải và Phan Tuấn Tài bên phía cánh trái ở trong khoảng chừng 20m đối với khung thành của Kawin càng cho thấy điều đó khi mà các cầu thủ đá biên chúng ta đã sẵn sàng dâng cao nhiều hơn. Một trận đấu chung kết chưa thể hiện bằng những bàn thắng trên bảng điện tử, nhưng thực sự cuộc đấu này nâng tầm bóng đá Đông Nam Á. Cách chơi của hai đội có tính tổ chức rất cao. Những người giỏi nhất tại SEA Games 31 đều đang tranh tài với nhau ở cả trên băng ghế huấn luyện lẫn ở trên sân. Và qua người là của Lý Công Hoàng Anh. Thanh Bình vẫn luôn là chốt trận cuối cùng trong hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam. Và nếu như có một khe hở nào đó lộ ra thì xung vệ mang áo số 4 này sẽ lập tức bị kín. Những góc máy toàn thể hiện rất rõ đội bóng của Huy Hoàng Sơ khi chống những tình huống lên bóng của đối thủ đã trở lại với sơ đồ 5-4-1 với người cắm cao nhất là Nhâm Mạnh Dũng. Một cuộc chiến cam go ở tuyến giữa nên việc phải tăng cường quân số ở tuyến giữa là một điều dễ hiểu.
Nakin Wisechat. Tuấn Tài. Cho đến lúc này thì Tuấn Tài vẫn đang đảm bảo tốt trong khâu phòng ngự của mình. Hùng Dũng. Đường chuyền nhanh. Đường chuyền của Hùng Dũng cho Mạnh Dũng. Áp sát. Khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ áo vàng cũng phải nói là rất hay. Thái Lan này đang chơi cách chơi quen thuộc. Họ sẽ lại phối hợp chậm ở trước khu vực 16m50 và sau đó đi tìm những khoảng trống. Các cầu thủ chúng ta cũng đang cố gắng để không để lộ ra những khoảng trống nào. Hai nách vẫn được bịt kín. Khả năng chống chịu những áp lực của đối thủ đến từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam vẫn đang được duy trì một cách đều đặn và tạo ra sự yên tâm. Đó là sự bóc lót rất đúng lúc. Lại là cánh phải với Nakin. Và đây lại là Ben Davis. Khá nguy hiểm. Hoan hô thủ môn Bát Toàn. Phải chăng là U23 Thái Lan cũng đang rất nôn nóng để ghi bàn? Nhưng đó là cách mà họ đã từng đánh bại Indonesia, với một nhịp giữ bóng ở giạt biên một chút và thả quả bóng vào trong. Tất nhiên pha xử lý ở trận đấu bán kết với Indonesia thì Wirathep đã làm tốt hơn Buracic rất nhiều. Thời gian thi đấu chính thức còn 15 phút nữa. Sau khi vào sân thay Nguyễn Văn Tùng thì Nhâm Mạnh Dũng đang mang đến giá trị của mình. Anh là điểm đến trong rất nhiều những tình huống bóng từ phía dưới lên. Và thể lực tốt của cầu thủ này sẽ là sự bổ sung dành cho Tiến Linh. Trong một thế trận căng thẳng như thế này, nhìn nụ cười của các cổ động viên cũng là một cách hay. Trong đó có các cầu thủ nữ của chúng ta, những nhà vô địch của bóng đá nữ SEA Games với 7 chiếc vô địch SEA Games rồi. Năm 2019, các cầu thủ nữ cũng đã có mặt ở trận chung kết giữa U23 Việt Nam và Indonesia. Rất hay. Đây rồi, Phan Tuấn Tài. Phan Tuấn Tài. Những quả đột phá từ hai biên của Lê Văn Đô bên phía cánh phải và Phan Tuấn Tài ở bên phía cánh trái là những tình huống rất đáng chú ý. Và cả hai cầu thủ này đã mạnh dạn hơn trong việc thọc sâu vào trung lộ. Ở hiệp 1 thì Tuấn Tài chủ yếu đá bám biên và treo vào trong những quả tạt dành cho Tiến Linh và Văn Tùng. Nhưng ở hiệp đấu này thì khi mà Nhâm Mạnh Dũng đang tích cực di chuyển và khi mà Tiến Linh đang lùi sâu thì cũng sẽ có những khoảng trống dành cho Phan Tuấn Tài để có thể đột phá và tạo ra những khoảng trống. Pha xử lý an toàn của Tuấn Tài. Hoàng Đức. Xoay người tuyệt vời. Tiến Linh. Tiến Linh. Rất hồi hộp với những pha bóng ở trên sân. Và bây giờ thì đội tuyển U23 Việt Nam được hưởng một quả đá phạt góc. Một tình huống sở trường của Tiến Linh. Người đứng ngăn cản là Jonathan Kennedy. Tiến Linh đã có một bàn thắng đẹp mắt vào lưới đội tuyển Campuchia tại AFF Cup theo một phong cách tương tự. Đưa bóng sang chân thuận và thực hiện một cú đá thật căng về phía khung thành đối phương. Hoàng Đức thực hiện quả đá phạt góc này cho đội tuyển U23 Việt Nam. Và đây là những thời điểm
mà đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chọn những cách thức khác nhau để thực hiện những quả cố định. Vẫn là cao thủ chúng ta, Tuấn Tài đi đây, rất bóng, tình huống để bóng chạm tay của Nhâm Mạnh Dũng quá đáng tiếc cho tình huống vừa rồi. Rất hay, đó là cú tạt bóng của Phan Tuấn Tài đã loại toàn bộ hàng phòng ngự đối phương rồi. Nhưng bước một của Nhâm Mạnh Dũng là một thất bại. Thực sự thì ở giải đấu lần này trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo có rất ít sự lựa chọn cho phương án 2. Nó khác hẳn so với nhiều giải đấu trước đây như SEA Games tại Philippines 3 năm về trước. Đó là một giải đấu mà bàn thắng ở SEA Games đó có thể đến từ rất nhiều vị trí. Cho đến lúc này thì chúng ta chưa có một cầu thủ phòng ngự nào ghi bàn. Nhưng trong trận chung kết của SEA Games 2019, Hoàng Văn Hậu đã ghi tới 2 bàn. Hình ảnh tuyệt đẹp của các cổ động viên tại sân Mỹ Đình. Tiến Linh, đúng là trong quãng thời gian cuối của hiệp 2 này thì U23 Việt Nam đang là đội bóng dâng cao. Tiếp tục là một quả đột phá. Hùng Dũng, cầu thủ Thái Lan vướng vào trọng tài và bị ngã. Bóng luồn quẩn trước vòng cấm địa của U23 Thái Lan. Tiến Linh vẫn là cơ hội dành cho U23 Việt Nam. Đánh đây, Nhâm Mạnh Dũng vào sân ở trong hiệp 2 và đang làm nhiệm vụ phá sức hàng phòng thủ của U23 Thái Lan. Hình ảnh đủ cho thấy là trận đấu này căng như thế nào. U23 Thái Lan cũng hướng tới việc gia tăng hàng công với sự xuất hiện của Thirasat. Đó là Thanh Bình và băng lên chủ động của trung vệ áo số 4. Ngay cả người chơi thấp nhất trong số các cầu thủ phòng ngự của U23 Việt Nam vừa rồi cũng đã bất ngờ dâng cao và phòng ngự từ xa phù hợp. Lê Văn Đô đã xử lý hay. Cho đến lúc này thì 3 trận đấu ở vòng knockout SEA Games năm nay đều không thể kết thúc trong 90 phút thi đấu chính thức. Trận tranh huy chương đồng giữa Malaysia và Indonesia hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và không đá hiệp phụ. Hai đội giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu, Indonesia thắng và giành huy chương đồng. Thanh Bình, Việt Anh, chính xác. Tiến Linh ở cánh trái đang di chuyển là Phan Tuấn Tài, một trong những cầu thủ hoạt động tích cực ở hiệp đấu này. Đánh đá! Châu Âu. Mọi thứ diễn ra nhanh đến chớp mắt.
Thật tuyệt vời cho khoảnh khắc này. Và thật tuyệt vời cho hình ảnh ăn mừng của thầy Park. Ông đã kiên nhẫn, ông đã tin tưởng, ông đã thay thế và ông đã chiến thắng. Có vẻ như đó là những giọt nước mắt và xúc động của huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi chứng kiến học trò của mình ghi bàn. Đó là một bàn thắng bằng đầu. Và nếu trận này chúng ta thắng bằng bàn thắng này thì có thể nói ông Hang-seo đã hơn ông Pol Kinh một cái đầu. Chúng ta xem lại tình huống mà Tuấn Tài treo bóng vào trong và Nhâm Mạnh Dũng lắc đầu đầy hiên ngang để ghi bàn thắng mở tỷ số. Vâng, Phan Tuấn Tài đã tạo ra một đường băng với cú tạt bóng chính xác tới từng cm. Và Nhâm Mạnh Dũng cắt cánh với một pha đánh đầu không cho Ca Huyên một chút cơ hội nào. Tôi bây giờ khẳng định rằng đó là một khoảnh khắc châu Âu ở sân cỏ Đông Nam Á. Tất cả đều tuyệt vời trong tình huống này. Không thể tin được khi mà chúng ta đã ghi bàn thắng ở thời điểm rất bất ngờ như vậy đối với U23 Thái Lan. Bình tĩnh lại để xem lại pha bóng này thì chúng ta thấy rất hay. Tiến Linh thay vì phát triển một đường bóng ở bên phía cánh phải với Lê Văn Đô, Tiến Linh lại chuyển hướng sang bên phía cánh trái vì có lẽ tin tưởng vào chất lượng tạt bóng của Phan Tuấn Tài. Và anh Cường có nhớ không ai là người tạt bóng cho Bảo Toàn hạ gục Thái Lan tại chung kết U23 Đông Nam Á? Đó là Phan Tuấn Tài. 1-0 hôm đó và bây giờ chúng ta đang dẫn 1-0 hôm nay. Từ trận đấu bán kết với đội tuyển U23 Malaysia và cho đến trận đấu chung kết này với đội tuyển U23 Thái Lan thì đội tuyển U23 Việt Nam liên tục ghi bàn bằng đánh đầu. Sự kiên trì, sự kiên nhẫn, sự bền bỉ của chúng ta đã mang đến hiệu quả. Và tất cả đều diễn ra theo đúng với những toan tính chiến thuật mà ban huấn luyện đã dự trù cho cuộc so tài ngày hôm nay. Nhưng chúng ta vẫn phải chắc chắn trong khoảng 6 đến 7 phút còn lại của trận đấu này, tính cả thời gian bù giờ. Đây là lần đầu tiên tại SEA Games năm nay Thái Lan bị dẫn bàn. Trong trận đấu với Malaysia họ đã thua, nhưng đó là trận đấu mà Gup Tasson mở tỷ số. Sự thay đổi của ông Mano Polking vừa thực hiện khi Mati vào sân. Còn khoảng 4 phút nữa thôi thì trận chung kết môn bóng đá nam sẽ khép lại. Hôm qua thì đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng 1-0 bằng cái chân của Hình Như. Và hôm nay thì chúng ta U23 Việt Nam đang dẫn trước Thái Lan một bàn bằng cái đầu của Mạnh Dũng. Và bây giờ thì Nhâm Mạnh Dũng đã trở thành tiền đạo thứ tư của chúng ta ghi bàn ở SEA Games lần này rồi. Từ Phnom Penh với giải U23 Đông Nam Á đầu năm cho đến Hà Nội với trận chung kết SEA Games thì các đội bóng U23 chúng ta đều ghi bàn với Thái Lan bằng đánh đầu. Chính xác, một sự bóng lót kịp thời và người thả bóng lên là Bùi Hoàng Việt Anh. Jonathan Kennedy bây giờ cũng đã phải dâng cao và thêm một tình huống phá bóng ra xa nữa từ phía Việt Anh. Cuộc chiến giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và Mano Polking đã căng thẳng, đã kịch tính cho tới gần những phút cuối trận. Và đó là thời điểm mà U23 Việt Nam của chúng ta tăng tốc. Chính xác, đó là Thanh Bình. Người vừa mang lại sự thanh bình cho khu vực 16m50 của U23 Việt Nam bằng một quả đánh đầu phá bóng lên. Thêm một cú phá bóng lên nữa của Thanh Bình. Bây giờ thì hệ thống phòng ngự của chúng ta đang có được sự kết nối và bóng lót cho nhau hiệu quả. Sự ghép là rất lớn ở trong những phút cuối cùng này của hiệp 2. Bây giờ thì chúng ta sẽ chứng minh giá trị của một đội bóng chưa để thủng lưới.
Một đội bóng đã có 11 trận liên tiếp giữ sạch lưới đến lúc này. Lỗi việt vị. Bầu không khí lễ hội đang thực sự xuất hiện ở Mỹ Đình rồi thưa quý vị. Nhưng chúng ta sẽ phải bền bỉ trong những thời khắc cực kỳ quan trọng. Chúng ta sẽ không có một chiếc cúp như thế này, nhưng một tấm huy chương vàng bóng đá trước Thái Lan là một điều mà chúng ta quá mong chờ. Chúng ta đã từng lỗi hẹn với nó năm 2003 tại sân Mỹ Đình 19 năm trước rồi. Phút thứ 90 của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Quỳnh Như đã mang về tấm huy chương vàng cho đội tuyển nữ. Và Nhâm Mạnh Dũng đang mang cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao khi ở rất gần tấm huy chương vàng SEA Games năm nay rồi. Phút 90 của trận chung kết. Tuấn Tài. U23 Thái Lan bây giờ đang phải chạy đua với thời gian, và thời gian không hề là người bạn đồng hành với họ ở trong trận đấu chung kết này. Chayapipat chỉ còn 4 phút nữa. Pha xử lý tốt của Tuấn Tài. Tuấn Tài kiến tạo để Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì anh đang thủ rất hay. Quả đá phạt góc cho đội bạn. Hy vọng chúng ta sẽ duy trì được sự tập trung trong một khoảnh khắc đầy khó khăn như thế này. Chính xác. Quả đá quá mạnh của Ben Davis. Ném biên cho U23 Việt Nam. Thật hạnh phúc cho những ai có mặt ở sân Mỹ Đình ngày hôm nay khi đang được chứng kiến những phút giây sẽ đi vào lịch sử. SEA Games lần thứ 2 được tổ chức ở tại Việt Nam, và ngày chủ nhật trọn vẹn, SEA Games trọn vẹn sẽ khép lại nếu như U23 Việt Nam có thể giành được tấm huy chương vàng môn bóng đá nam. U23 Việt Nam đã chơi lạnh lùng, giống như cái cách mà chúng ta triển khai thế trận phòng ngự ngày hôm nay. Và khi thời cơ đến thì chúng ta đã tận dụng được nó. Ở ngoài sân thì một vài cầu thủ đang sẵn sàng để có mặt. Đó là số 5 Lương Duy Cương và số 6 Dung Quang Nho. Thầy Bắc đã nhìn đồng hồ rồi. Rất có thể hơn 2 phút còn lại cũng là hơn 2 phút cuối cùng của thầy Park khi ông là huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam. Nhưng những gì ông làm được có thể tồn tại mãi với thời gian. Đường chuyền của ông Dũng. Sút bàn thứ 2. Dứt điểm thứ 2. Không có bàn thắng thứ 2 dành cho U23 Việt Nam. Đó lại là pha phối hợp của Đỗ Hồng Dũng và Nguyễn Tiến Linh. Những phút này thì nguồn năng lượng của U23 Việt Nam lại càng trở nên tốt hơn khi tất cả đều chiến thắng đối phương trong những quả bóng cần sức dướn. Thành Bình. Benavis đang có bóng. Gần hết 3 phút bù giờ. Khép góc sút. Đó là một cú đá lên trời. Đó là một cú đá lên trời. Và chỉ còn đúng 1 phút nữa thôi để chúng ta bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Rất nhiều những cú đá hỏng của U23 Thái Lan ở trong trận này. Rõ ràng là càng chơi thì các chân sút của họ càng cho thấy sự sốt ruột trong việc tìm bàn thắng vào lưới của U23 Việt Nam. Trọng tài vừa rút ra thẻ vàng với Tuấn Tài.
Hình ảnh các cổ động viên nước ngoài trên khán đài của sân Mỹ Đình mặc áo cờ đỏ sao vàng và cổ vũ cho U23 Việt Nam. Ngày hôm nay trên các con phố từ Bắc vào Nam thì những hình ảnh như vậy sẽ xuất hiện rất rất nhiều và cùng chia sẻ niềm vui với các cổ động viên chúng ta trong một ngày có thể nói là tưng bừng của bóng đá Việt Nam. Thật tuyệt vời với một tài năng mới đầy triển vọng, Phan Tuấn Tài, một cầu thủ thất tài, và ngày hôm nay có lẽ vì một lý do chấn thương mà Tuấn Tài được thay thế Lê Văn Xuân. Nhưng đôi khi trong bóng đá, trong rủi lại có may, và Phan Tuấn Tài với cái duyên tỏa sáng trong những trận chung kết đã lại là người thực hiện đường bóng quyết định để mang tới cho chúng ta bàn thắng mở tỷ số và rất có thể là bàn thắng định đoạt trận đấu này. Quý vị có thể nhìn thấy đồng hồ ở góc bên phải màn hình. Đã quá thời gian đã bù giờ. Và những hy vọng lẻ loi cuối cùng dành cho U23 Thái Lan. Chúng ta vẫn còn phải đứng trước một sức ép khác. Thật là nghẹt thở trong những phút giây này. Quả đá phạt góc dành cho U23 Thái Lan. Cao Win cũng đã có mặt ở trong khu vực 16m50. Một pha bóng rất hồi hộp. Văn Tuấn chắc chắn vào. Phạt góc lên rồi. Hết giờ chưa trọng tài ơi. Đã quá một phút bù giờ rồi. Nhưng chúng ta đã có thể nghĩ tới trước vô địch rồi. Chúng ta đã có thể nghĩ tới trước vô địch, tới tấm huy chương vàng rồi. Khi mà phía trước của chúng ta không còn là một tình huống tấn công của đối thủ nữa. Huấn luyện viên Park Hang-seo như thường lệ vẫn ở ngoài đứng biên, và ông luôn là người tỉnh táo nhất để yêu cầu các cầu thủ của mình tập trung. Và bây giờ thì những cổ động viên cuồng nhiệt và đặc biệt nhất trong trận đấu ngày nay của U23 Việt Nam đều đã đứng cả dậy. Tất cả đều đang mong chờ một tiếng còi, một thứ âm thanh ngọt ngào nhất vào lúc này của cổ động viên Việt Nam. Chúng ta hãy giữ sức để cùng hô vang một thời khắc rất quan trọng đó. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã ra dấu hiệu cho thấy là đã quá giờ. Hết giờ. U23 Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games. Cảm ơn thầy Park. Lời chia tay quá đẹp của ông đối với U23 Việt Nam. Ông đã nói rằng U23 Thái Lan là một đội bóng hoàn hảo. Đúng, họ là đội bóng hoàn hảo cho đến khi Ponking phải đối đầu với Park Hang-seo. Cho đến khi U23 Thái Lan phải gặp U23 Việt Nam, vì chúng ta là nhà vô địch. Trong những phút giây sôi động nhất ở trên sân, các học trò luôn cần có được cái đầu lạnh. Huấn luyện viên Park Hang-seo là người lạnh lùng nhất. Và khi mà các học trò đã ăn mừng chiến thắng thì ông ngồi yên tận hưởng cảm giác chiến thắng đó một cách thật sự là đặc biệt. Vâng, các bạn Thái Lan, các bạn rất xuất sắc. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi xuất sắc hơn, kiên trì hơn, bền bỉ hơn và có dấu ấn chiến thuật đặc biệt hơn. Ngày thứ Bảy 21 tháng 5, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng với thắng lợi 1-0. Ngày Chủ nhật 22 tháng 5 thì đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục giành huy chương vàng với chiến thắng tương tự. Ngày và cùng với 2. Đó. Vâng, tôi xin phép anh Khắc Cường để nói lại ngày 1 tháng 2, ngày đầu năm Nhâm Ngọ, năm Hổ chúng ta bùng nổ, và Nhâm Mạnh Dũng đã lại tiếp nối một năm rất thành công của bóng đá Việt Nam. Sau chiến công mà chúng ta thắng đội tuyển Trung Quốc, chiến thắng đầu tiên và duy nhất ở vòng loại U23 châu Á, chúng ta đã có chiến công của bóng đá nữ giành quyền dự World Cup, và sau đó đội tuyển nữ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Và đến giờ thầy Park đang ôm từng người một để cảm ơn vì họ đã chiến đấu như những chiến binh. Bây giờ thì mọi góc sân và khoảng trời tại Mỹ Đình đang thuộc về U23 Việt Nam, còn ở một góc riêng thì Jonathan Kennedy đang phải gặm nhấm nỗi buồn. U23 Thái Lan cho thấy họ là một đội bóng xuất sắc. Nhưng ngày hôm nay thì những cái đầu lạnh lùng, những sự tính toán hợp lý và việc tuân thủ chiến thuật chặt chẽ đã mang đến niềm vui này dành cho bóng đá Việt Nam. Phan Tuấn Tài đã khóc. Có lẽ Tuấn Tài sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc. Và đây, hình ảnh quá đẹp. Hình ảnh quá đẹp với sự xuất hiện của Lê Văn Xuân. Lê Văn Xuân xuất hiện với các đồng đội với đôi nam. Và chúng ta sẽ nhớ về Spinazzola của Italia cũng đã lên nhận huy chương Euro với đôi nam. Và ngày hôm nay Lê Văn Xuân chắc chắn cũng đã truyền cho các đồng đội của mình một sức mạnh cảnh đẹp quá, đẹp quá. Các cầu thủ có lẽ đã chiến đấu vì số 2 của chúng ta, và thế Lê Văn Xuân là Phan Tuấn Tài đã tỏa sáng với cú tạt bóng. Và đây là niềm vui của tuổi thanh xuân. Ngày hôm nay thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng luôn đứng dậy để cổ vũ cho các cầu thủ ở dưới sân thi đấu, và đó là điều mà rất rất nhiều những cổ động viên
Việt Nam ngày hôm nay đều đang. Jonathan Kennedy đã làm tất cả những gì có thể. Giống như đội bóng của anh là một đội bóng hoàn hảo, nhưng cho đến khi gặp Việt Nam của chúng ta, họ chỉ hoàn hảo đến khi gặp Việt Nam của chúng ta thôi. Niềm vui của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Rất giống hình ảnh của Spinazzola ở Wembley tháng 7 năm 2021 và ngày hôm nay tháng 5 của năm 2022. Lê Văn Xuân, một người cũng đá ở vị trí biên, xuất hiện để cùng chia vui với các đồng đội. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng ông không hề biết về chuyện chúng ta đã từng thua Thái Lan trong 4 trận chung kết SEA Games. Bởi khi đấy ông có dẫn dắt đội U23 Việt Nam đâu, nhưng ngày nay ông đã hơn Manopolting một cái đầu. Thực sự là như vậy, khi những tính toán bền bỉ của ông đã phát huy tác dụng với thời điểm rất quan trọng là bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng. Ông đã để cho quá khứ ngủ yên và khơi dậy nơi các cầu thủ sức mạnh của hiện tại. Với hiện tại, với Nhâm Mạnh Dũng, với Tiến Linh, với Phan Tuấn Tài, với Hùng Dũng, với Hoàng Đức, với Văn Quản, với một loạt những cầu thủ của chúng ta có thể thay đổi quá khứ. Đây là hai thế giới cùng song song tồn tại tại sân Mỹ Đình. Một thế giới sôi động và đầy niềm vui của đội tuyển U23 Việt Nam và một thế giới của những sự tiếc nuối và thất vọng bên phía U23 Thái Lan. Các cổ động viên tại sân Mỹ Đình ngày hôm nay đã có mặt tại đây để cổ vũ cho U23 Việt Nam dưới một tiết trời tháng 5 thật đẹp. Dù đã mưa rả rích cả ngày nhưng đúng vào thời điểm mà đội tuyển U23 Việt Nam bước ra sân thì mưa đã tạnh. Và bây giờ thì bầu trời đêm này hoàn toàn dành cho những ngôi sao U23 Việt Nam. Những xúc cảm của AFF Cup 2010-2008 như trở lại khi mà đội tuyển Việt Nam cũng có được kết quả thắng chung cuộc trước đội tuyển Thái Lan tại sân này. Chúng ta đang được sống trong bầu không khí lễ hội ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình với thời khắc mà những chàng trai áo đỏ đã đánh bại hoàn toàn Manopolking. Ông Polking như bao trận đấu khác, ông lại mặc chiếc áo đen để hy vọng rằng đội bóng của mình vẫn có vận đỏ. Nhưng ngày hôm nay, tất cả màu đỏ đã thuộc về chúng tôi rồi. Và dù đội bóng các bạn mặc chiếc áo màu vàng, thì đó cũng chỉ là màu vàng trên trang phục thôi. Còn tấm huy chương vàng sẽ thuộc về chúng tôi, U23 Việt Nam. Xin được cảm ơn các cầu thủ hai bên đã cống hiến một trận chung kết bóng đá nam đáng nhớ. Một trận đấu cực kỳ chất lượng và khẳng định cho chất lượng của SEA Games lần này. Các cổ động viên của cả hai đội ở trên sân cũng đều cực kỳ tuyệt vời để cùng mang thêm những gia vị đáng nhớ cho trận chung kết bóng đá nam SEA Games ngày 22 tháng 5. Những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thanh xuân. Đỗ Hùng Dũng lần thứ hai liên tiếp, kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp là đội trưởng của U23 Việt Nam giành được tấm huy chương vàng SEA Games và anh đã đi vào lịch sử.